Không, đây cây bát tràng nhìn cá. Hơn của bọn tây bắc đây lên cái máy nó là máy ảnh, đây còn máy là máy điện thoại hai mấy triệu quay đi tham cá đâu không? Cái này cá mòi không? Mòi đấy đặc sản đấy, một năm nó chỉ có mùa thôi. Nướng với cả mắm nghệ. Một năm mới có một lần. Đến mùa mới cá nó ở sông, nó ở biển nó vào. Cái gì được. Ở Quảng Ninh người ta cũng ăn món cá này nhưng mà nó là cá biển, nó xương. Không có cá mòi biển nhưng nó xương. Con này là cá mòi, nó vào trong nước ngọt nó đẻ trứng này. Đây, cái này nướng một than hoa, sau tí nữa sẽ phủ mắm lên trên. Trong lúc chờ chúng ta sẽ nhìn đây là sưởng gốm Bát Tràng. Chỗ này là thường cho các bạn đến vui chơi vớt nặng vẽ này. Chỗ này nhà mình là mỗi một lần đón tiếp được hơn 200 người cả tầng trên tầng dưới. Trong này trong làng cổ Bát Tràng này. Ngày xưa thì ở đây rất là rộng. Đang quay phim này, ế, cuốn thối này. Đang quay nướng cá. Nướng cá. Đang quay nướng cá này, xem sao ông nướng cá. Con này phải ướp bao nhiêu lâu nó mới nướng được bố? Hồng lưu ly nở đây. Cây sống hết rồi, ra nắng rồi sống. Nói chung để dưới là không có nắng rồi con nhện nó ra hết. Lấy găng tay đâu cũng gì. Trong lúc chờ nướng đi nhòm tiếp. Đây. Dưới sổ giấy cho tôi đây. Đợt này mới chuyển cửa hàng về. Đợi tí. Hàng hóa vẫn còn để đầy đây. Đây. Chỗ này sửa nhà tôi được hơn 250 mét. Đây, trái chỉ bên trong. Ô tô thì để ở bãi. Trong này thì không đi ô tô vào được. Xưởng này lâu đời rồi. Nhà tôi xây này từ năm 86. Giờ chỉ có thỉnh thoảng các cụ vào làm du lịch, còn nhà ở chỗ khác.
Đâu rồi bố? Ấy. Cún thối đấy. Cún thối. Cún thối đấy. Cún thối đấy. Cún ơi. Cứ như thế này này, không không khi nằm đâu, mà sáng nay mẹ vào mẹ nó đứng nằm lắm. Mắt tao đơn tí nhưng mà không một đòn nước mắt không được các bạn. Đâu, mà đứng đây nè. Con này mỗi con có được đến 2 lạng đúng không nhỉ? Ta hỏi mẹ. Được đấy, chắc phải rưỡi. Đấy, lên đây mắm. Đấy là quất bóng hành lên. Mắm mắm gừng nhẹ. Thơm lắm nhỉ, nước mũi. Cái quần áo thì nó bốc hết. Nướng mắm lên là áo hết cả người. Đứng vừa gần. Chiều đi, chiều đi. Người mùi. Thơm đấy. Đi. Thơm thế. Ý giời. Lỗ xôi xèo xèo. Con này mỗi lần nướng bao lâu xong không? Nướng 2 lần. Nướng 2 lần. Chắc là nướng 2 lần mới chín được. Không phải, nó chín ngon hơn là nướng 1 lần. Nó chín thịt nó sâu hơn. Sau nó giòn vàng ruộm. Cái này nướng xong ăn nóng này. Chấm mắm hạt tiêu. Cái này ăn tốt cho máu lắm, nhiều nghệ canxi. Ra đây ướp hết ở người bây giờ. Bớp đấy, đứng đây vẫn ngửi. Đây xong mẹ. Anh chỉ phải cho tí mà tí 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 anh có bố đi. Sát rồi. Anh phải cho tí dầu ăn vào cái nó hơi bị sát rồi. Bao giờ nó cảm thấy cái vẩy cái vỏ này. Cái vỏ này bao giờ nó cũng bị ra. Thôi, nướng cho cháy. Nướng này nướng này là bị sát vỏ rồi. Cho tí dầu ăn phết vào. Không phải phết tí dầu ăn vào. Bố đi hả anh, bố đi hả anh. Bao giờ nó cái vỏ này nó bị. Thơm này. Thơm này. Thơm này. Trực tiếp. Ôi giờ nhìn này. Thơm nức không? Nức mũi. Đấy, làm lại tiếp tục. Có con cá này đến 2 lạng không mày? Ông, không. Ông có phép đi kia đâu. Không có gì. Phép có dầu cái nó có dầu được. Phép mà thì nó sẽ bao giờ chờ phải phép. Bao giờ cái vỏ này nó chờ bông. Như thế đấy. Chắc nướng này. Ôi cái mồm nó này, ôi cái mồm nó này, giữa cái mồm nó này, há này. Ê, quá không? Làm gì đấy?
ông hình như làm gì? Nướng cá. Ông đương làm gì thế này? Ông nướng cá đấy. Mày biết cái này con được cầm cái gì không? Cái này con được cầm cái này cái gì không? Máy quay phim. Cái này là cái chống rung. Nó tự động cân bằng. Cái đấy chứ cái bụng ca nó không phải. Không phải cái đấy, nó không phải cái đấy. Cái này tiền nhà này ở đâu à? Không biết, cậu không biết đến đây đâu. Tết mà bị hỏi đi không? Cho nên cá này là người ta nướng là người ta phải kẹp vào cái thanh tre ấy, một con nào là riêng con ấy thôi. Nhưng mình nướng đây nó nhiều. Nó mình nướng để ăn. Đấy, thành ra mình phải nó, bao giờ nó cái da nó mỏng nó phải bóc. Nhưng mà con này thực ra nếu nướng từng cái một thì nó không không bị bong ra đâu. À, thôi mà nó kẹp cái thanh tre vào đây, con nào người ta ăn riêng con ấy là thôi, người ta bỏ cái thanh tre đi. Cá em biết mùa được mấy mùa đã hết rồi nhỉ, mấy tháng. Chắc sắp hết tháng nữa rồi. Mùa đầu mùa ăn thì nó ngon. Ăn nó không xương, mùa này nó còn béo, nó vẫn còn trứng. Một con này mà đẻ ra thì không biết bao nhiêu con rồi. Bắt đi cho nữa, nó chỉ cần lọt 1/10 thì nó cũng vẫn đẻ sinh ra. Thương thật. Thằng nướng này mà ngồi một lúc thì người ướt rồi. Cái này bố phải gì rồi, phải quyết dầu vào, không nó sát lắm. Cái từ bao giờ nó chả thấy. Để chốc bắt đầu nướng lần 2 nó chín ngon. Quậy để thối chuột nó lên đi cơ. Nó đưa dịch lợn châu Phi ấy. Đầu này nó đang căng, nướng quá. Lửa 2 thì nó than nó rạc rồi. Cho nóng nghệ trong. Nếu con này ăn thịt nó còn ngọt hơn cả con ăn cá chép. Cái này đặc sản. Ở vùng gần sông mới có. Sông mới có chứ không phải ở đâu có cá mòi đâu. Không biết ăn mà không nướng thì lại không ăn ra gì. Không có tanh lắm. Rán thì lại không ăn ra gì. Ăn không có mùi tanh đâu. Rồi ăn. Bà cứ bảo là, ui dồi ôi, ăn cá mỏi xong bát đũa tanh là cái thứ tanh rồi. Chả thấy một tí tanh rồi, anh có thấy tanh không? Ăn xong rửa bát rửa đũa chẳng tanh gì. Đấy là do mình nướng. Ngon. Đây nước mắm ngon, ngay bị nhẹ thôi, như dầu ăn. Thế là... Con này nướng lên là hết tanh ngay. Ngon lắm. Cá này nó mỏng lắm. Cá này không có gì. Cá này không nuôi được. Sống ở nước mát, đẻ nước ngọt. Nó đúng mùa ăn ngon, nên nuôi quanh năm ăn cũng không ngon. Nước mũi. Nếu ở dưới nhà nó bốc lên sợ lắm mà nếu lùi cho mình. Ui giời, nó om cả nhà luôn. Ám luôn. Ra khỏi. Cái ướp gì đâu. Thơm này mà. Thơm lưng. Ui giời. Đặc sản đấy.
Nên ai về Bát Tràng vào được dịp đầu năm là phải tìm cách ăn được món này. Đốt đúng không? Đấy, nhìn trực tiếp vào con cá này. Úi dồi ôi, ngon này ơi. Thịt cái này nó rất là ngọt, mềm. Ngấm vào mắm. Đấy, đây, là cho anh mượn cái đũa. Ra, anh gắp cái miếng phát. Nhanh. Đấy, để cho anh mượn cái. Đấy, và bây giờ mời mọi người ăn thử miếng. Đây, bóc thử cái. Cái này mềm, ăn được cả xương. Đây. Ngon lắm. Mở giữa con này bao giờ nó có trứng này. Đây, trứng đây này. Trứng cái này nó gọi là cái bấy. Chấm phải chấm nước mắm hạt tiêu. Người ta đang hỏi chấm nước mắm hạt tiêu ăn với lá bọc cùng non thì mới đúng là kiểu ăn có bòi. Đấy. Chấm với giấm thanh. Ôi. Giấm thanh nhị hòa, nó khoảng giấm thanh nữa đây. Chấm con này chưa chín. Đây, trứng đây, chín rồi. Ở giữa nó bao giờ cũng có một cái lớp đắng đắng cho nên là ăn phải chú ý. Bóc nó ra. Đó là cái gì nó... Không bắt. Đây. Nó tươi thì nó như thế đấy. Ngon quá. Tươi quá, ăn được cả xương, con này gặp được cả đầu. Hả? Cái ở Hà Nội mà những người mà thành ăn thế mà đại gia mà mang đi trước rồi mời bạn bè ra về đặt mâm cơm là không đâu giải chiếu ngồi là nướng ăn này, ăn tại chỗ, ăn tại chỗ này. Ngon lắm, cái này phải ăn nóng mới ngon. Thơm lắm. Rồi, thôi. Tôi đi ăn đây. Rồi, mời cả nhà.